Nga phá hủy 12 trung tâm điều khiển UAV, bệ phóng HIMARS của Ukraine. Moscow đáp trả vụ pháo kích Donbass. Ukraine tiếp tục thay chỉ huy cấp cao khi chiến trường bất lợi. Houthi tuyên bố dùng tên lửa siêu vật âm tự chế tấn công tàu Israel. Bolivia, tướng Zuniga bị buộc tội khủng bố. EU nhóm họp để bầu lãnh đạo chủ chốt. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình của Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trong báo cáo trên sự mới nhất, người phát ngôn cụm quân phía Tây của Nga Ivan Prima cho biết, lực lượng này đã phá hủy 12 trung tâm điều khiển máy bay không người lái của đối phương. Ông Prima nêu rõ, 7 máy bay không người lái trinh sát đã bị hệ thống phòng không và công cụ tác chiến điện tử bắn hạ gần các khu định cư Vladimirovka, Pereo Poloschanka, Toskoye và Kremenaya. Ngoài ra, 12 trung tâm điều khiển máy bay không người lái đã bị phá hủy. Theo người phát ngôn, lực lượng Nga đã tấn công các vị trí của quân đội Ukraine gần các khu định cư Petropavlovka, Stemankoka, Boguslavka, Stepovaya và Novoseloka. Hai cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn số 3 Ukraine đã bị đẩy lùi gần khu vực Oloka. Hai hệ thống phóng loạt Grad và năm khẩu súng cối đã bị phá hủy. Ở diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân nước này đã phá hủy ba bể phóng HIMARS của Ukraine chỉ trong một ngày. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy ba bệ phóng của các hệ thống tên lửa phá binh cơ động cao HIMARS của Ukraine trong 24 giờ qua. Cũng trong ngày 26 tháng 6, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 76 máy bay không người lái UAV của Ukraine và hai tên lửa HIMARS. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công một xưởng lắp ráp, địa điểm phóng máy bay không người lái, cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 109 khu vực. Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine gồm hai xe tăng, ba xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép, 2 xe bọc thép chở quân, 2 khẩu pháo D-20, 3 khẩu D-30, 3 khẩu M-119, 1 một khẩu pháo Mustabe, pháo tự hành M-109 Paladin, 2 khẩu Grad MLRS, trạm tác chiến điện tử Bokoven-AD và 8 kho đạn. Một phóng viên Nga vừa qua đã chia sẻ đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công các vị trí pháo binh Ukraine gần Goloka, Donbass nhằm đáp trả vụ pháo kích của đối phương vào thành phố. Goloka là một thành phố thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở vùng Donbass, Đôn miền đông Ukraine. Hồi tháng 10 năm 2022, Donetsk cùng ba vùng khác đã sắp nhập vào Nga sau trưng cầu dân Ý. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Moscow bổ nhiệm cho biết, Goloka hiện thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và pháo binh của Ukraine. Đài RT dẫn lời phóng viên Andrei Drudenko cho hay, Đoạn video quay bằng UAV do ông công bố trên mạng xã hội hôm 26 tháng 6 cho thấy, lữ đoàn 132 thuộc quân đoàn 1 của Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng Kiev, gây ra vụ pháo kích gần đây vào Koloka. Trong video, khói bốc lên nghi ngút từ một khu rừng nhỏ và nhiều vụ nổ xảy ra sau đó ở khu vực lân cận. Trong tuần này, một sĩ quan có tiếng của Ukraine đã lên tiếng cáo buộc một chỉ huy cấp cao kém cỏi khiến hàng nghìn binh lính thương vong, Cụ thể, Thiếu tướng Bodan Krotevic, tham mưu trưởng tiểu đoàn Azov, nộp đơn lên Cục điều tra nhà nước Ukraine để tố cáo một vị tướng quân đội mà theo tôi là đã giết nhiều lính Ukraine hơn bất kỳ tướng Nga nào. Trong vòng vài giờ đồng hồ, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã thay thế Trung tướng Yuri Sodo, tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp của Ukraine. Ông Sodo cũng phụ trách lực lượng mặt đất ở khu vực quan trọng của tiền tuyến, trải dài khắp các địa bàn Donetsk, Lugansk và Kharkov. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt thay đổi lãnh đạo quân sự trong năm nay, trong bối cảnh Ukraine rơi vào tình thế khó khăn trên chiến tuyến dài hàng ngàn km. Ông Sodo mới nhậm chức được 4 tháng sau khi được đại tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh quân đội Ukraine bổ nhiệm. Ông Syrsky được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm vào vị trí cao nhất hồi đầu năm nay. Các nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống Zelensky nhanh chóng thay thế tướng Sodo có thể làm suy yếu quyền lực của tướng Syrsky, người không được lòng nhiều sĩ quan, vì cho rằng ông thường sử dụng phương pháp kiểu cũ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết, Ukraine có thể chịu tổn thất to lớn nếu cố gắng tiến hành một cuộc tấn công trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7. Bà Zakharova tuyên bố bên lề diễn đàn pháp lý quốc tế saint lần thứ 12 có những thông tin cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 7. Nhà ngoại giao Nga cho biết chính phủ Ukraine không mấy lo ngại rằng nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch, tổn thất thậm chí có thể khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu trong động thái liều lĩnh trước đó vào mùa hè năm 2023. Bà Zakharova cũng cho rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa kế hoạch liều lĩnh của Kiev và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào mùa thu năm nay. Một tàu hỏa chở khách ở vùng Komi của Nga đã bất ngờ bị trật khỏi đường ray trong khi đang di chuyển, vụ việc khiến ít nhất 70 người bị thương, bao gồm 7 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Công ty đường sắt quốc gia Nga cho biết, sự cố trật bánh xảy ra vào hồi 6 giờ 12 phút chiều ở gần thị trấn Inta. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ các hành khách. Thông tin về những người bị thương đang được làm rõ, giao thông trên tuyến đường sắt này cũng tạm thời bị đình chỉ. Truyền thông Nga cho biết đoàn tàu 511 có tổng cộng 14 toa và chở theo 232 hành khách vào thời điểm xảy ra sự cố. Báo cáo ban đầu cho biết có 9 toa tàu đã đi chật khỏi đường ray vì mưa lớn. Công ty đường sắt quốc gia Nga đã thành lập một ủy ban đặc biệt do Tổng Giám đốc Oleg Belozerov đứng đầu nhằm điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố. Hai đoàn tàu cứu nạn cũng đã được triển khai tới hiện trường để khắc phục hậu quả. Chuyển sang các tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông. Lực lượng vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen mới đây tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm tự chế đầu tiên trong nước để tấn công một tàu Israel ở biển Ả Rập. Sputnik trích dẫn lời phát ngôn viên quân sự Jajasari của nhóm Houthi cho biết tàu Israel bị nhắm bắn ở biển Ả Rập là MSC 5 trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Sarri viết, tên lửa siêu vật âm tự chế được Houthi sử dụng cho vụ tập kích sở hữu các tính năng tiên tiến chính xác khi nhắm bắn và có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa. Người Văn Ngôn lưu ý Houthi sẽ công bố các hình ảnh về vụ việc cùng những chi tiết liên quan khác qua cơ quan truyền thông của nhóm. Trước đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cho đăng tải đoạn video ghi lại vụ phóng một tên lửa siêu vật âm mới được sản xuất trong nước và có tên Palestine về phía thành phố cảng Eilat của Israel ở Biển Đỏ. Giới chức Israel sau đó xác nhận Eilat đã bị nhắm bắn, nhưng khẳng định không có thiệt hại hay thương tích nào trong sự cố. Hải quân Mỹ vừa đăng tải đoàn video về chiến dịch tác chiến của tàu sân bay USS White Eisenhower tại Biển Đỏ. Mẫu hạm này đã rời khỏi Trung Quốc vào cuối tuần trước, sau khi dành gần 8 tháng ngăn chặn các nguy cơ từ Houthi. Trong đoạn video, có thể thấy rõ các hoạt động hàng ngày của nhóm tác chiến tàu sân bay USS White Arsenal, bao gồm việc bảo dưỡng và tái trang bị vũ khí cho các tiêm kích. Đoạn video cũng công bố một số hình ảnh chưa từng được tiết lộ về việc đánh chặn thiết bị bay của Houthi hay tập kích các mục tiêu của lực lượng này ở Yemen. Truyền thông Mỹ cho biết, tàu sân bay USS White Arsenal được triển khai tới Trung Đông vào tháng 11 năm 2023 sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Tính đến cuối tháng 5 năm 2024, nhóm tác chiến của tàu sân bay này đã tập kích hơn 430 phương tiện của Houthi ở Biển Đỏ và Yemen. Theo kế hoạch dự kiến, Hải quân Mỹ sẽ điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Biển Đỏ để tiếp quản nhiệm vụ của USS White Eisenhower. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vừa qua cảnh báo toàn bộ giải Gaza đang có nguy cơ xảy ra nạn đói cao. Theo báo cáo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC, khoảng 459.000 người ở Gaza, tương đương 22%, đang trên bờ vực nạn đói, trong khi hầu như toàn bộ dân số, khoảng 96%, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Tình hình trên là kết quả của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas và những hạn chế hiện tại đối với các đoàn xe cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Nhà kinh tế trưởng của FAO, Massimo Torero cho biết Cơ quan này đã quan sát thấy nguy cơ cao về nạn đói trong 8 tháng qua, mặc dù gần đây đã có một số cải thiện về dòng chảy và khả năng tiếp cận lương thực và nước ở miền Bắc Gaza, nhưng tình hình vẫn rất mong manh và dễ bị tổn thương nhanh chóng thành nạn đói. Theo ông Torero, FAO đang tăng cường nỗ lực chuẩn bị các đầu vào sản xuất lương thực thiết yếu để vận chuyển đến Gaza bằng cách huy động các thỏa thuận mua sắm sau khi được cấp quyền tiếp cận. FAO đã kêu gọi khoảng 40 triệu đô la Mỹ, trong đó 29 triệu đô la Mỹ sẽ được phân bổ cho Gaza và 11 triệu cho Bờ Tây. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6, tại thủ đô Bruxelles, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ thông qua danh sách đề cử các vị lãnh đạo chủ chốt, cũng như xác định mục tiêu chính sách trong 5 năm tới, từ an ninh, quốc phòng đến kinh tế. Đây là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên của khối 27 nước thành viên EU sau cú sốc bầu cử nghị viện hồi đầu tháng này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo đại diện cho ba khối chính trị chính trong EU gồm Đảng Nhân dân châu Âu EPP, Đảng Xã hội và Dân chủ SND và Khối phục hưng châu Âu Renew Europe đã đạt được sự đồng thuận về những vị trí lãnh đạo liên minh thời gian tới. Theo đó, chính trị gia người Đức Ursula von der Leyen tiếp tục được đề cử vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa sẽ trở thành chủ tịch Hội đồng Châu Âu, trong khi thủ tướng đương nhiệm Estonia Kayakalas sẽ đảm nhận chức đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của khối. Các đề cử được đánh giá là có thể làm hài lòng tất cả các bên trong bối cảnh Liên minh Châu Âu đang cần sự ổn định sau cơn địa chấn bầu cử vừa qua. Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố: "Theo quan điểm của tôi, đây là một đội ngũ lãnh đạo hiệu quả và là một quyết định rõ ràng cho một tương lai tốt đẹp của Châu Âu." Chúng ta không thể để xảy ra bế tắc trong thời điểm khó khăn này. Những công dân của chúng ta không mong đợi một cuộc tranh cãi về vấn đề này và muốn có những quyết định nhanh chóng tại các thể chế châu Âu. Tướng Juan Jose Zuniga, người cầm đầu âm mưu đảo chính ở Bolivia, đã bị buộc tội khủng bố. Chính phủ Bolivia và nhiều nhà lãnh đạo các nước đã lên án âm mưu đảo chính của tướng Zuniga. Từ Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang theo dõi chặt tình hình ở Bolivia. Lệnh bắt giữ công bố trên đài truyền hình Bolivia nêu rõ, ông Juniga và những người tham gia âm mưu đảo chính bị cáo buộc thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang chống an ninh công cộng và chủ quyền nhà nước. Đài truyền hình Bolivia trước đó phát hình ảnh ông Juniga bị cảnh sát áp giải, rời khỏi tòa nhà Bộ Tổng tham mưu. Ngày 26 tháng 6, tướng Juniga cùng một nhóm binh sĩ dưới quyền đã đột nhập vào dinh Tổng thống, trụ sở cũ, trong khi xuất hiện thông tin về một âm mưu đảo chính quân sự. Vài giờ sau đó, tướng Juniga bị bắt giữ. Hiện chưa rõ ông Zuniga được di lý đi đâu. Trước đó, ngày 25 tháng 6, tướng Zuniga nhận thông báo bị cách chức tổng tư lệnh quân đội do có những lời đe dọa nhằm vào cựu tổng thống Evo Morales, chủ tịch đảng phong trào xã hội chủ nghĩa Mas. Ông Morales từng giữ chức tổng thống Bolivia từ năm 2006 đến năm 2019. Báo chí Bolivia đưa tin, trong những ngày qua, tướng Zuniga đã có những phát biểu bất bình và phản đối ông Morales tái tranh cử vào năm 2025. Tổng thống Bolivia Luis Arce đã bổ nhiệm tổng tư lệnh mới thay thế tướng Juniga. Thưa quý vị, đúng 21 giờ ngày 27 tháng 6 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden của Đảng Dân chủ sẽ có màn tranh luận trực tiếp với cựu tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa, một sự kiện được đánh giá là động nhất vô nhị từ trước đến nay khi được tiến hành từ rất sớm và cả hai chưa chính thức được chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng của mình ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm. Theo báo The Hill, đây không phải là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm đối đầu với một cựu tổng thống trong tổng tuyển cử ở Mỹ. Song, cuộc tỷ thí này sẽ chứng kiến hai nhân vật như vậy lần đầu mặt đối mặt tại sân khấu tranh luận trực tiếp được phát sóng trên truyền hình. Hai ứng viên đã có hai cuộc tranh luận đáng nhớ cách đây 4 năm, trong đó sự kiện đầu tiên trước tổng tuyển cử năm 2020 gây ấn tượng khó quên với nhiều người khi ông Trump liên tục chen ngang và ngắt lời đối thủ Biden cũng như người điều phối chương trình Chris Wallace khiến cựu tổng thống không được yêu ái trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tuy nhiên điều đó không làm cho ông trump nản lòng trong cuộc tái đấu chung kết vào nhà trắng với ông biden năm nay suốt nhiều tháng qua cựu tổng thống tuyên bố muốn tranh luận với người kế nhiệm bất cứ khi nào có thể những người ủng hộ và các cố vấn cho ông trump coi cuộc tranh luận này là cơ hội để hai người từng cầm quyền ở nhà trắng so sánh thành tiệu đồng thời công khai quan điểm về các chính sách kinh tế và nhập cư có lợi cho họ Theo hãng tin BBC, cuộc đối đầu Biden-Trump trong tuần này sẽ là sự kiện tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên tổng thống sớm nhất trong lịch sử Mỹ, được tổ chức khoảng 3 tháng trước các đợt bỏ phiếu sớm cho tổng tuyển cử vào tháng 11. Cuộc tranh luận vào cuối tháng 6 này cũng mang tới một thay đổi lớn trong mùa bầu cử tổng thống ở xứ sở cờ hoa, khi nó khiến các đại hội toàn quốc của hai chính đảng lớn không còn là sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch hoạt động của giai đoạn sát bỏ phiếu. Cuộc so tài hùng biện diễn ra hơn 2 tuần trước khi các thành viên đảng Cộng hòa của ông Trump tề tiệu ở Milwaukee, bang Wisconsin để dự đại hội toàn quốc 4 năm một lần của đảng. Đại hội toàn quốc gần đây nhất của đảng Cộng hòa diễn ra trước cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên khoảng một tháng. Đối với Đảng Dân Chủ của ông Biden, sự kiện được tổ chức khi còn khoảng 6 tuần nữa là đến Đại hội Toàn quốc của Đảng. Phe Dân Chủ hy vọng cuộc tranh luận này sẽ thu hút sự chú ý của những cử tri cho đến nay vẫn thở ơ với tổng tuyển cử, đồng thời khiến họ quan tâm đến sự cạnh tranh giữa các ứng viên sớm hơn. Đối với cử tri, các cuộc tranh luận sẽ thể hiện sự xem xét kỹ lưỡng nhất mà họ có thể dành cho một trong hai ứng cử viên. Đối với các ứng viên, đây là cơ hội để giành được lòng tin của người dân Mỹ và giành được sự ủng hộ của 10% cử tri đã đăng ký, những người vẫn chưa quyết định, 6% hoặc không có kế hoạch bỏ phiếu, 4% trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11. Theo thông báo, cuộc tranh luận Biden-Trump đầu tiên năm nay sẽ bắt đầu lúc 21 giờ miền đông nước Mỹ ngày 27 tháng 6, tức 8 giờ ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam và kéo dài 90 phút ở trường quay tại Atlanta, bang Georgia. Mọi diễn biến cùng hai lần nghỉ giữa giờ cho hoạt động quảng cáo sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của CNN. Đáng chú ý, đây là sự kiện đầu tiên kiểu này kể từ cuối những năm 1980, không phải do Ủy ban lưỡng đảng chuyên trách tranh luận của các ứng cử viên tổng thống chủ trì. Điều này đồng nghĩa CNN là đơn vị tổ chức duy nhất phụ trách hoàn toàn các hoạt động vào tối ngày 27 tháng 6. Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden cũng phàn nàn về cách ủy ban này điều hành các cuộc tranh luận năm 2020 là lỗi thời, chỉ tập trung vào việc tạo ra các sự kiện hoành tráng hơn là những cuộc tranh luận hay. Họ đồng thời cáo buộc các ứng cử viên tổng thống tổ chức tranh luận quá muộn khi người dân ở một số bang đã đi bỏ phiếu sớm, nên làm giảm tác dụng của sự kiện với cử tri. Ngoài sự kiện do CNN chủ trì, ông Biden và ông Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình vào ngày 10 tháng 9 do hãng thông tấn ABC tổ chức. Các cuộc đọ sức này phần lớn sẽ dựa trên những quy tắc cơ bản do chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống đặt ra. Theo những thông báo trước đây, cuộc tranh luận giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng một bộ quy tắc mới ban vận động tranh cử của mỗi ứng cử viên đã nhất trí với những thay đổi này bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi không phải lượt phát biểu của mình nhằm hạn chế tình trạng ngắt lời đối phương một khác biệt lớn so với những năm trước Đài CNN chỉ giải thích đơn giản rằng các quy tắc mới nhằm đảm bảo thời gian và một cuộc tranh luận văn minh. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những thay đổi có thể nhằm tránh lặp lại tình trạng náo loạn 4 năm trước khi ông Biden và ông Trump có hai lần so tài hùng biện trên sân khấu trước bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Nhiều khán giả đã chỉ trích những cuộc tranh luận đó là nảy lửa lộn xộn và tồi tệ. Hai trong số những người dẫn chương trình tin tức uy tín nhất CNN là Jack Tapper và Dana Bass đã đảm nhận vai trò đồng điều phối cuộc tranh luận và họ sẽ có thêm công cụ để kiểm soát những gì diễn ra so với những người điều phối sự kiện trước đây. Đài CNN khẳng định hai điều phối chương trình sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để bảo đảm thời gian và một cuộc tranh luận văn minh. Và lần đầu tiên kể từ năm 1976, sự kiện sẽ diễn ra mà không có khán giả trực tiếp để đảm bảo các ứng cử viên có thể tối đa hóa thời gian quy định khác với những năm trước hai ứng cử viên sẽ không có phát biểu mở đầu mỗi ứng cử viên sẽ có một phút để chất vấn và hai phút để phản biện kết thúc cuộc tranh luận mỗi ứng cử viên sẽ có hai phút để phát biểu kết thúc thêm vào đó hai ứng cử viên sẽ không được mang những ghi chú viết sẵn hoặc đạo cụ lên sân khấu tranh luận mà thay vào đó họ chỉ được cung cấp giấy bút một tập giấy và một chai nước các nhân viên của hai ban vận động tranh cử cũng không được phép nói chuyện hoặc tương tác với các ứng cử viên tương ứng của họ cho đến khi cuộc tranh luận kết thúc theo CNN, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã thắng khi tung đồng xu. Điều này cho phép họ xác định xem ai đưa ra phần tranh biện cuối cùng hoặc vị trí của các ứng cử viên trên sân khấu. Theo đó, đội của ông Joe Biden chọn vị trí trên sân khấu với bục phát biểu bên phải. Vì vậy, người phát biểu cuối cùng để khép lại cuộc tranh luận sẽ là cựu Tổng thống Donald Trump. Giáo sư về khoa học chính trị Patrick Stewart thuộc Đại học Arkansas, Mỹ nhận định với những quy định nghiêm ngặt về thời gian phát biểu, lệnh cấm sử dụng bản ghi chú và không có khán giả cổ vũ, hai ứng cử viên năm nay sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với những câu hỏi hấp vúa và một kịch bản chương trình nằm ngoài vùng an toàn của họ. Những ngày trước thời điểm diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đều tích cực chuẩn bị cho cuộc tỷ thí này, nhưng với những cách thức rất khác nhau. Các nguồn thạo tin tiết lộ, ông Biden đã hội ý với một số cố vấn thân cận nhất, bao gồm cả cựu Tránh văn phòng nhà Trắng Ron Klain tại trại David, nơi nghỉ dưỡng dành cho tổng thống ở một vùng núi yên tĩnh thuộc bang Maryland. Ông Klain, người đã phục vụ ông Joe Biden với nhiều vai trò khác nhau trong gần 4 thập kỷ, cũng chính là người trước đây đã giúp các ứng cử viên như Al Gore, Barack Obama và Hillary Clinton chuẩn bị cho các cuộc tranh luận tương tự trong quá trình chuẩn bị chính khách dân chủ này đã nghiên cứu các tập tài liệu tập dượt hỏi đáp nhằm khắc họa cuộc tổng tuyển cử năm nay là sự lựa chọn giữa hai bên đối lập theo The Guardian, phe vận động tranh cử của ông Joe Biden sẽ coi cuộc tranh luận này là cơ hội để đương kim Tổng thống thể hiện hết mình với vai trò một nhà lãnh đạo kiên định và chia sẻ những lập trường của mình với toàn bộ người dân Mỹ về đường lối chính sách cũng như những hành động ở quá khứ của đối thủ, qua đó nêu bật những thành tích của mình từ tăng trưởng việc làm đến cứu trợ cho các khoản lỗ liên quan đến COVID-19, các khoản vay của sinh viên và đưa ra tầm nhìn trong 4 năm tới. Trong một bản ghi nhớ được công bố hôm 23 tháng 6, phe của ông Joe Biden cho biết, người dân Mỹ sẽ nhìn thấy hai tầm nhìn khác biệt về tương lai trên sân khấu ở Atlanta. Chiến dịch tranh cử của ông Biden quả quyết, đương kim tổng thống sẽ tiếp tục cách tiếp cận mới, mạnh mẽ hơn trước ông Trump và buộc đối thủ Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm về hồ sơ chính trị của mình. Ông Biden cũng dự kiến công kích đối thủ về các rắc rối pháp lý và tính cách cá nhân. Ngược lại, theo chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, cựu lãnh đạo nhà trắng đã tham gia vào một loạt cuộc thảo luận chính sách không chính thức tại những buổi họp này. Ông đã trao đổi với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, bao gồm ít nhất hai ứng viên phó tướng cho mình là thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và thượng nghị sĩ bang Ohio Jerry Vance, cũng như các chuyên gia chính sách, cố vấn cấp cao và các đồng minh bên ngoài về một loạt chủ đề từ phá thai đến tội phạm trước đó cố vấn tranh cử cấp cao brian hartz của cựu tổng thống donald trump cho biết họ muốn xoáy sâu vào những vấn đề liên quan đến việc di cư và lạm phát cũng như cách chính quyền tổng thống joe biden giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trên toàn cầu ngoài ra ứng viên đảng cộng hòa cũng được cho là sẽ sử dụng cách tiếp cận gần gũi để nêu bật các thành tiệu đã đạt được ở nhiệm kỳ đầu tiên cũng như các chính sách sẽ theo đuổi nếu tái đắc cử Người đứng đầu chương trình tranh luận tại Đại học Ohio Jennifer Tabert nhấn mạnh rằng hai ứng cử viên cần tránh xa những xung đột và tập trung vào cử tri của mình. Bà cho rằng người kết nối tốt nhất với khán giả tại nhà và thuyết phục họ rằng họ có kế hoạch giải quyết những thách thức lớn mà cử tri phải đối mặt, cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Giới quan sát nhận định, đây là cơ hội để xem cả hai ứng cử viên thể hiện như thế nào trong các cuộc tranh luận quan trọng, đặc biệt khi các cử tri Mỹ băn khoăn trước vấn đề về tuổi tác và sức khỏe của các ứng viên có thể ảnh hưởng đến khả năng thể hiện trong các cuộc tranh luận cũng như khả năng tham gia vào các cam kết dài hạn trong chiến dịch tranh cử. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.